Vậy tiểu đường hiện nay đã là một cái căn bệnh khá là phổ biến rồi và đã có khá nhiều trường hợp bệnh nhân có thể tự sắm cho mình một cái máy thử tiểu đường để theo dõi đường huyết tại nhà. Tuy nhiên, thì có khá nhiều trường hợp mặc dù biết là cái kết quả đường huyết của mình cao đấy nhưng mà chưa biết làm như thế nào để lần sau cái đường huyết nó không còn cao như thế nữa. Trong video này, bác sĩ Thủy sẽ chia sẻ cái cách để bạn có thể sử dụng cái kết quả test đường huyết tại nhà của bạn sao cho có ý nghĩa. Tức là hôm nay mình test thấy đường huyết cao, mình làm như thế nào để tìm được cái nguyên nhân tại sao đường huyết nó lại cao, và sau khi tìm được nguyên nhân rồi thì mình sẽ điều chỉnh cái chế độ ăn và chế độ dùng thuốc của mình như thế nào để khắc phục được cái tình trạng đường huyết cao đó. Bạn hãy theo dõi hết cái video này để có thể nắm được cái thông tin đầy đủ nhất nha. Trước tiên thì chúng ta cần phải biết đánh giá cái kết quả đường huyết của mình, xem là nó đã được kiểm soát tốt chưa hay là vẫn còn cao nha. Vậy thì sau khi có kết quả test đường huyết thì bạn lấy cái kết quả test đường huyết của mình so sánh với cái đường huyết mục tiêu. Đối với tiểu đường type 1 và type 2, cái ngưỡng đường huyết lúc đói mục tiêu sẽ là từ 5,0 đến 7,2 mmol trên lít, tức là từ 90 đến 130 mg trên dl. Và cái đường huyết sau ăn 2 giờ dưới 10,0 mmol trên lít, tức là dưới 180 mg trên dl. Đối với tiểu đường thai kỳ thì cái ngưỡng đường huyết mục tiêu sẽ là đường huyết lúc đói và trước ăn là từ 4,4 cho đến 5,3 mmol trên lít, tức là từ 80 cho đến 95 mg trên dl. Và đường huyết sau ăn 1 giờ là dưới 7,8 mmol trên lít, tức là dưới 140 mg trên dl. Và đường huyết sau ăn 2 giờ là dưới 6,7 mmol trên lít, tức là dưới 120 mg trên dl. Nếu như cái mức đường huyết của bạn đạt được cái yêu cầu như trên thì có nghĩa là đã được kiểm soát tốt. Nếu như cái đường huyết lúc đói và đường huyết trước ăn của bạn nó dưới 4,0 mmol trên lít thì có nghĩa là bạn bị hạ đường huyết và bạn cần xử trí cái cơn hạ đường huyết của mình theo đúng như hướng dẫn và sau đó tìm cái nguyên nhân xem tại sao lại bị hạ đường huyết để mà lần sau khắc phục không bị cái cơn hạ đường huyết như thế nữa. Bạn có thể tham khảo về hạ đường huyết trong cái video đang đề xuất ở góc trên bên phải màn hình này nha. Nếu như khi so sánh kết quả mà bạn thấy là cái mức đường huyết của mình nó cao hơn cái ngưỡng đã nêu ở trên, cần phải xem lại chế độ ăn, chế độ vận động và dùng thuốc của mình để tìm nguyên nhân nha. Ví dụ như thế này, nếu như cái đường huyết sau ăn trưa 1 giờ hoặc là sau ăn trưa 2 giờ của bạn cao thì bạn cần phải xem lại chính cái bữa trưa đó, xem là trong cái bữa ăn trưa đó mình ăn những cái loại thức ăn nào mà có chứa tinh bột và cái số lượng thức ăn mà mình ăn vào có bị nhiều không nha. Trưa nay mình ăn có 2 nước cơm, sao giờ đường huyết mình cao này nhỉ? Nên lúc xuống thức tha thức thường chắc biết đến nào một lần. Tôi chết rồi. Có khi nào một bát con khoai tây và một quả chuối nó làm cho đường huyết của mình cao không các bác nhỉ? Đó, một cái bữa ăn chính của bạn thì hai lưng bát cơm là đủ với lượng tinh bột rồi. Một bát con khoai tây kia nó sẽ bằng lưng cái bát cơm của bạn cộng thêm với một quả chuối có cái lượng carbon hydrate bằng 1/3 một bát cơm nữa. Thế thì nó sẽ thừa ra một cái lượng tinh bột khá là lớn. Nếu như cái bữa cơm đó mà bạn muốn ăn canh khoai tây nha thì bạn phải bớt cái lượng cơm đi sao cho tổng cái lượng tinh bột bằng hai lưng bát cơm là được. Bác sĩ Thủy đã có cái video hướng dẫn về cách quy đổi cơm sang các cái loại tinh bột khác, bạn có thể tham khảo trong cái video đang đề xuất ở góc trên bên phải màn hình này nha. Tương tự như thế đối với chuối, nó thuộc cái nhóm trái cây có chỉ số đường huyết trung bình, vì vậy bạn không nên ăn cùng với bữa ăn chính mà bạn nên ăn cách cái bữa ăn chính 2 đến 3 giờ đồng hồ nha. Bác sĩ Thủy đã có những cái video hướng dẫn về chế độ ăn dành cho người tiểu đường, bạn có thể tham khảo chi tiết trong đó nha. Trong trường hợp mà bạn xem lại cái chế độ ăn của mình thấy không có vấn đề gì thì bạn cần kiểm tra lại cái thuốc tiểu đường của mình, xem là cái bữa đó mình có quên uống thuốc hoặc là uống nhầm liều thuốc không nha. Nếu như bạn không thể nhớ ra được là mình đã uống thuốc tiểu đường như thế nào, đặc biệt là đối với người tiểu đường cao tuổi rất hay quên, thì có một cái cách giúp cho bạn có thể kiểm soát được cái việc uống thuốc của mình. Để khắc phục tình trạng nhầm lẫn này thì người bệnh hoặc là người nhà nên lấy sẵn thuốc uống tiểu đường theo từng ngày và chia thành từng bữa rồi bỏ vào từng cái hộp riêng biệt, bên ngoài hộp có ghi rõ thời điểm uống thuốc. Đấy là đối với đường huyết sau ăn cao thì bạn kiểm tra ngay cái bữa ăn đó. Còn đối với đường huyết lúc đói mà bạn đo vào buổi sáng sớm đó, nó mà cao thì bạn cần phải làm 3 việc này nha. Việc thứ nhất là bạn cần kiểm tra lại cái bữa ăn tối hôm trước và việc dùng thuốc tiểu đường của bữa tối hôm trước, xem là nó có vấn đề gì không.
bạn sẽ tiến hành kiểm tra giống như là mình kiểm tra cái đường huyết sau ăn của cái bữa trưa như là bác sĩ Thủy vừa hướng dẫn nha. Việc thứ hai là bạn cần kiểm tra xem từ cái bữa tối đó cho đến lúc đi ngủ bạn có ăn thêm một cái loại tinh bột nào khác không nha. Việc thứ ba đó là bạn kiểm tra lại xem liệu ở cái đêm hôm trước mình có bị hạ đường huyết hay không. Nếu như bạn bị hạ đường huyết ban đêm thì cơ thể sẽ có phản ứng tăng đường huyết vào buổi sáng sớm hôm sau. Làm thế nào để bạn biết được mình có bị hạ đường huyết ban đêm hay không thì bạn hãy tham khảo trong cái kênh YouTube của bác sĩ Thủy Triệu nha. Nếu như bạn đã có tiền sử bị hạ đường huyết ban đêm thì bạn cần đặc biệt chú ý trong cái trường hợp bữa tối bạn ăn ít hơn so với thường lệ thì bạn cần phải thử cái đường huyết trước khi đi ngủ để đánh giá xem nếu như cái đường huyết của bạn ở dưới 7,5 mmol trên lít thì bạn phải ăn thêm một cái bữa ăn nhẹ để tránh cái cơn hạ đường huyết ban đêm nha. Thế còn đối với cái đường huyết mà bạn đo trước bữa ăn trưa và trước bữa ăn tối mà cao thì bạn cần làm hai cái việc sau nha. Việc thứ nhất là đường huyết trước ăn trưa mà cao thì bạn kiểm tra lại cái bữa ăn sáng và việc dùng thuốc của bữa sáng. Còn đường huyết trước bữa ăn tối mà cao thì bạn kiểm tra lại cái bữa ăn trưa và việc dùng thuốc của bữa trưa nha. Xem là nó có vấn đề gì không. Việc kiểm tra đánh giá sẽ tiến hành giống như là bác sĩ Thủy đã hướng dẫn ở trên nha. Việc thứ hai là bạn cần kiểm tra lại cả cái bữa ăn phụ vào giữa buổi sáng và giữa buổi chiều của bạn. Nếu như cái bữa chính mà bạn ăn đủ cái lượng tinh bột rồi thì bữa ăn phụ bạn không nên ăn tinh bột nữa mà bạn chỉ ăn nhẹ thôi. Bữa ăn phụ có thể là một ly sữa tươi không đường 250ml hoặc là một ly sữa dành cho người tiểu đường 180ml hoặc là một khẩu phần trái cây tươi. Có những cái trường hợp bữa ăn chính ăn rất là ít cơm, thế nhưng mà cái bữa phụ ấy, thì lại ăn một cái ngô luộc và có khi là ăn ba củ khoai hoặc có khi là ăn một cái bánh mì. Như thế thì cái lượng tinh bột nó thừa ra khá là nhiều và nó sẽ làm cho cái đường huyết tăng lên rất cao. Và để sử dụng cái kết quả test đường huyết ở nhà của bạn sao cho nó có hiệu quả hơn nữa thì bạn nên ghi lại các cái lần test đường huyết đó vào trong một cái sổ theo dõi và đem cái sổ theo dõi này đến cho bác sĩ xem mỗi lần mà bạn đi tái khám. Bởi vì là nhiều khi thì mình thấy kết quả của mình nó bình thường, thế nhưng mà dưới cái con mắt chuyên môn của bác sĩ thì lại thấy là nó bất thường. Và thông thường khi mà bạn đi khám đó thì bác sĩ chỉ đánh giá được đường huyết của bạn tại một thời điểm thôi, và thường là đường huyết lúc đói. Còn cái đường huyết sau ăn thì lại đánh giá thông qua chỉ số HbA1c. Nếu như mà bạn xét nghiệm được cái đường huyết sau ăn tại nhà và đem cho bác sĩ xem thì sẽ giúp bác sĩ điều chỉnh cái chế độ ăn và chế độ dùng thuốc của bạn chính xác hơn. Và nếu như bạn ngại ghi kết quả thì bạn có thể cầm luôn cái máy test này cho bác sĩ xem, bởi vì cái máy test này của bạn nó có thể lưu kết quả theo cả ngày và giờ luôn mà. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thủy có thể giúp ích được phần nào trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nếu như bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy dành tặng bác sĩ Thủy Triệu một like và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông tin hữu ích sớm nhất nha.